cái chuyện tập trận của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là vi phạm về quyền và chủ quyền của Việt Nam. Thì mà hôm qua thì bà Nguyễn Thị Thu Hằng là người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Việt Nam đã coi như là tuyên bố và đã gửi công hàm. Đấy, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để phản đối cái hành động coi như là phi pháp của Trung Quốc đã tập trận ở trên cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thì nhiều cái bọn chống cộng cực đoan ấy, chúng nó cứ nói là bây giờ ví dụ như mình gửi công hàm hoặc là mình phản đối và mình quan ngại như thế thì nó có tác dụng như thế nào. Thì như tất cả các bạn đã biết là ví dụ là mình đưa công hàm phản đối, tức là Việt Nam có nhiều không chấp nhận cái chuyện mà Trung Quốc tập trận ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và nói chung là uy tín của một quốc gia thì cũng giảm đi. Và qua cái lời tuyên bố và cái công hàm này cũng làm cho tất cả các nước ở trên thế giới hiểu cái chính nghĩa của Việt Nam và cái phi nghĩa của cái bọn coi như bành trướng Trung Quốc. Và cái chuyện chuyện Trung Quốc tập trận ở quần đảo Hoàng Sa thì Bộ Quốc phòng của Mỹ đã cũng ra tuyên bố coi như phản đối cái Trung Quốc coi như tập trận ở Hoàng Sa. Thì ở đây thì tôi sẽ đọc nguyên văn đấy mà cái tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng các hành động của Trung Quốc sẽ tiếp tục gây bất ổn tình hình ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 2 tháng 7 đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc quyết định diễn tập quân sự xung quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 7 năm 2020. Tuyên bố nêu rõ khu vực diễn ra các cuộc diễn tập quân sự bao gồm các vùng biển và vùng lãnh thổ có tranh chấp. Tôi nói các bạn nhé, các bạn luôn luôn nhớ câu này nhé. Tức là Mỹ thì nói là các cuộc diễn tập quân sự bao gồm các vùng biển, lãnh thổ có tranh chấp. Việc tiến hành diễn tập quân sự tại Biển Đông đi ngược lại các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và duy trì ổn định. Các hành động của Trung Quốc sẽ tiếp tục gây bất ổn về tình hình Biển Đông. Các cuộc diễn tập này vi phạm cam kết của Trung Quốc đối với tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC tức là năm 2002, nhằm tránh các hành động gây phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc là những diễn biến mới nhất trong một chuỗi các hành động của nước này nhằm khẳng định chủ quyền phi pháp trên biển và gây bất lợi cho các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông. Hành động của Trung Quốc đi ngược lại với lời hứa của nước này không quân sự hóa các khu vực ở Biển Đông cũng như tầm nhìn của Mỹ về một số khu vực ở Ấn Độ, Thái Bình Dương rộng và mở, nơi mọi quốc gia dù lớn và nhỏ đều được đảm bảo chủ quyền của họ, không bị ép buộc và có thể theo đuổi tăng cường kinh tế phù hợp với luật pháp và các quy tắc được cộng đồng quốc tế chấp nhận. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục giám sát tình hình với hy vọng Trung Quốc sẽ giảm các hoạt động quân sự hóa và cưỡng ép các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và không thực hiện các hoạt động quân sự có thể làm trầm trọng thêm các tranh chấp ở Biển Đông. Vâng, đây là những cái tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng như là như tất cả các bạn đã biết là cách đây cỡ khoảng hơn một tuần thì là các nước Đông Nam Á thì riêng một cuộc họp của các nước Đông Nam Á ASEAN cũng họp, thì tất cả các nước Đông Nam Á cũng lên án về những cái hành động của Trung Quốc, ví dụ gây hấn ở Biển Đông, ví dụ như là Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam và Trung Quốc đã đưa cái tàu thăm dò dầu khí để và đến những cái vùng biển của Malaysia. Vâng, và vừa rồi thì là một số nước ví dụ Indonesia, Malaysia và Philippines cũng gửi cái công thư lên trên Liên Hợp Quốc phản đối cái hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Vâng, và đấy thì nhất là vừa rồi ấy, là lần đầu tiên các bạn phải biết là lần đầu tiên Mỹ cũng gửi một cái tức là một cái công thư lên trên Liên Hợp Quốc cũng phản đối cái hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Thì như vừa nãy tôi đọc một cái tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ ấy, để phản đối cái hành động của Trung Quốc mà có một tập trận quân sự ở Hoàng Sa từ ngày 1 đến 5 tháng 7. Thì các bạn đã biết và cũng phải lên nhớ rằng là Mỹ chưa bao giờ và không bao giờ, tức là hiện nay Mỹ cũng coi cái quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là cái hai quần đảo tranh chấp thôi, các bạn phải nhớ là tranh chấp đấy. Chứ còn Việt Nam mình thì lúc nào cũng tuyên bố coi như là Hoàng Sa và Việt Sa và Trường Sa là của Việt Nam đấy, chứ không phải là cái hai quần đảo tranh chấp gì cả. Nhưng Mỹ thì vẫn cứ coi đó là
cái hai quần đảo tranh chấp. Mỹ hiện nay đấy, như thế thì như tất cả các bạn đều đã biết là Mỹ cũng chưa công nhận cái Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đó là một cái mà ví dụ các bạn phải lưu ý những cái điều này. Chứ là bây giờ một số cái bọn chống cộng cực đoan thì chúng nó cứ bảo là coi như Việt Nam mời Mỹ vào coi như là đánh Trung Quốc ở cái quần đảo Hoàng Sa hoặc là Trường Sa. Tôi nói với tất cả các bạn, vì là cái vùng biển đó, cái hai quần đảo đó là Mỹ coi như cái hai những cái quần đảo tranh chấp đấy. Thì bây giờ ví dụ có cớ gì, đúng không, có cớ gì mà coi như Việt Nam mời Mỹ vào đánh Trung Quốc, mà liệu rằng coi như là Mỹ đánh Trung Quốc có được hay không và dựa trên cơ sở gì đấy. Cho nên là cái chủ quyền của Việt Nam đấy, thì Việt Nam là phải coi như là đấu tranh và để đòi lại cái chủ quyền của mình, chứ không thể nào dựa vào Mỹ được đấy. Cho nên là tất cả các bạn đều đã biết coi như là Mỹ và Trung Quốc đã từng bắt tay nhau trên lưng Việt Nam, coi như là tôi kể từ năm 1954 cho đến nay là cỡ khoảng độ 5 lần rồi bắt tay trên lưng Việt Nam. Việt Nam là một cái nước nhỏ cho nên là không thể nào ví dụ đu bám theo cái sự tranh chấp của coi như là Mỹ và Trung Quốc được. Cho nên là mình, ví dụ là làm sao mình có phải có một, vâng xin chào phụ, phải có một cái ứng xử rất là khôn khéo. Vâng. Chào anh Văn, chào anh chị em, sớm giờ lo rửa chén nhà hàng. Nó rửa chén để kiếm cơm ra, anh hiểu không? Thì kiếm cơm mình có cơm ăn thì mình đi lên đây mình nói chuyện với tất cả các bạn được. Bác Hồ nói là lao động là vinh quang các anh chị. Tất cả bây giờ tôi nói anh nghe, một cái con người mà khi mà dù cho anh bắt tài lười biếng, anh đã bất cứ một cái xã hội nào anh cũng cần là những người thất bại thôi. Cái quan trọng là gì? Quan trọng là mình phải làm ra đồng tiền. Khi mình có tiền rồi thì mình nói thiên hạ mới nghe. Còn không làm có tiền mà ví dụ anh nói ai nghe? Cả thế giới này nó vậy thôi. Bây giờ nước Mỹ mà nó không giàu có, hay là thằng Trung Quốc nó không phải đứng nhất đến gì thứ hai thì làm sao nói ai nghe? Thì nó bình thường. Bây giờ ví dụ như Mỹ và Trung Quốc là những cái nước lớn, anh ạ. Cho nên là Việt Nam là một cái nước nhỏ. Cho nên là mình muốn bây giờ mình muốn nói chuyện mà ví dụ là song phẳng với tất cả các nước đó thì nói chung mình phải giàu mạnh lên, đúng không? Mình phải rất giàu lên. Dạ, thì trước tiên xin chào tất cả anh chị em trong diễn đàn, trong ngoài nước, gửi lời đến lời chào thân thương nhất. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy nè, cái lịch sử Việt Nam chúng ta sau khi mà vấn đề về chiến tranh đó, trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tại sao họ người Mỹ họ không tôn trọng cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa? Là vì nó là một thằng Tây Sai, một thằng ăn bám. Và trong cái thời kỳ mà khi mà đất nước Việt Nam mình thống nhất á, mình bị nhiều cái hệ lụy của một cuộc chiến tranh để lại, trong cuộc chiến để lại, và bị một cái vấn đề là tất cả những cái gọi là những cái nước tương bảy phương Tây, những cái đồng minh của họ, họ nghe theo lời Mỹ và để mà kèm kẹp, để mà ngăn chặn sự mà phát triển và xây dựng đất nước trong thời hiện tại đó. Thì lúc đó đất nước mình còn nghèo, đúng không? Còn nghèo thì tất cả gì mình cũng phải nhượng bộ hết. Nhưng mà ngày hôm nay đất nước Việt Nam chúng ta làm sao? Nó đã đi vươn lên rồi. Mình nói rằng tất cả nó không đạt được những cái ý muốn mà theo như những cái thành phần mà họ suy nghĩ là nông cạn, có nghĩa là phải như Mỹ hay là phải như châu Âu này kia đó. Xin lỗi, với đất nước người ta không có một sự chiến tranh. Và con người người ta là con người đầy sáng tạo, nó là xã hội như là công nghiệp. Anh nghe tôi nói, của đất nước mình là đất nước về phát triển về nông nghiệp. Đó. Mà ngày hôm nay trong vòng khi mà đảng và nhà nước thay đổi chế độ là chủ nghĩa tư bản. Thay đổi. Là thị trường, cơ cấu. Kinh tế thị trường. Cơ cấu kinh tế thì tất nhiên là Việt Nam mình ngày hôm nay nó đã vươn lên ở một cái tầm. Cái ngày hôm nay chứng tỏ là tại sao Việt Nam mình đã có chương trong Hội đồng Bảo Liên Quốc và Chủ tịch Hội đồng ASEAN, là cái tiếng nói Việt Nam mình nó đã, tuy rằng mình không đạt được như nước Mỹ hay là những cái nước là cường quốc, nhưng là mình đã có một cái tầm, đã có một cái tầm rồi, cái level của Việt Nam mình đã có. Thì cho nên vì đó là đất nước Việt Nam mình ngày hôm nay nó đã khác ra số nào. Tất nhiên là bộ máy nhà nước họ vận hành, họ đi theo chính sách tốt, họ làm cho cái đời sống của người dân. Cho nên ngày hôm nay tôi nói thật với anh chị em, các anh chị em cứ cầm cái quốc tịch Việt Nam đi ra đi, cái thẻ hộ chiếu đi ra đi, các anh chị rất là ngưỡng mặt lên, tự hào. Tôi sống ở Đức này, tôi nói thật, tôi sống ở Đức 32 năm rồi, gần 33 năm rồi, tôi vẫn xài hộ chiếu Việt Nam, tôi rất là tự hào. Là tại vì xã hội nào cũng vậy hết á, cái thằng tư bản á, tôi nói cho anh chị nghe, nó mời các anh đến á,
là đóng góp và xây dựng, mang cái quyền lợi cho đất nước nó. Còn cái thằng mà bây giờ anh có quốc tịch Mỹ, quốc tịch Đức, quốc tịch Pháp mà anh là lãnh tiền xã hội nó thì nó khinh. Nó khinh. Anh bảo. Đấy. Vâng. Mình phải hiểu ở cái chỗ đó chứ đừng cái quan trọng quá là tại sao quốc tịch tôi như thế này, quốc tịch Việt Nam ngày hôm nay nó khác hẳn các bạn. Nó chiếu ngời ngời, nó sáng ngời lên các anh bạn. Các bạn trẻ nên mình phải tự hào cái dân tộc của mình. Đó là cái điều mà tôi muốn nói. Rồi cảm ơn anh Văn. Vâng. Thì em nói anh ấy, em là tất cả anh và tất cả các bạn đều biết em là thủy thủ. Thì những cái năm mà 90 ấy, em đi tàu sang bên nước ngoài thì nói chung là lúc đấy là đất nước mình nói chung còn rất là nghèo. Nhưng mà ví dụ khi mà mình đưa cái cuốn hộ chiếu của mình ra, mình vẫn tự hào mình là người Việt Nam, coi như là chúng ta là người Việt Nam. Tuy chúng ta là một nước nhỏ nhưng mà chúng ta đã đánh thắng coi như những đế quốc rất là sừng sỏ, ví dụ như Pháp, như Mỹ và thậm chí kể cả Trung Quốc chúng ta cũng sợ. Đó là cái niềm tự hào của mình cái thời gian đó. Nhưng mà bây giờ những cái khoảng thời gian đổi mới, đất nước Việt Nam phát triển từng ngày, đi lên, uy tín của Việt Nam coi như là trên thị trường thế giới càng ngày càng được tăng cao. Thì khi chúng em ra nước ngoài thì chúng em lại tự hào rằng là đất nước Việt Nam tuy nhỏ bé đã trải qua những cái cuộc chiến tranh, đất nước bị tàn phá nhưng bây giờ chúng tôi vẫn coi là đang có nhiều vươn lên một cách rất mạnh mẽ. Và bây giờ với lại những cái tốc độ phát triển những hàng đầu thế giới bây giờ thì mình là người Việt Nam mình rất là tự hào về những cái điều đó này. Rất là tự hào. Tôi nói ví dụ bây giờ các bạn trẻ trong nước hay là những người dân trong nước có đôi lúc đòi hỏi quá đáng cái chính sách nhà nước quá. Tại vì một con người, tôi đã nói rồi, một con người sống 100 năm nhưng mà muốn xây dựng một xã hội nó phải mất đi cả ngàn năm. Tất nhiên giờ chúng ta thấy không, tại sao là quốc hội phải có họp định kỳ rồi phải có những nghị quyết này hay nghị quyết đó, kể cả bộ chính trị trung đảng, là đó là gì, người ta vận hành bộ máy để mà ta điều chỉnh những gì thiếu sót, ta lắng nghe những gì người dân. Đó là một cái xã hội nó mang cái tầm vóc gọi là tiến bộ, và tất nhiên là gì, dặn phê và tự phê theo như chính sách đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta phải hiểu điều đó. Đó, chúng ta phải hiểu điều đó chứ không phải là chúng ta cứ lấy, đừng nghe những cái gì mà mấy cái ông mà gọi là ở hải ngoại là có những cái tư tưởng chống cộng, hay là những cái người mà họ có tư tưởng về phương Tây, tại vì họ nghĩ rằng phương Tây họ đã thành lập bao nhiêu năm rồi mà ngày hôm nay chắc cái đất nước Mỹ họ đã hoàn chỉnh, hay là những cái đất nước gọi là tiên tiến như là ở bên châu Âu này họ đã hoàn chỉnh, họ cũng còn có những cái khiếm khuyết, thì huống chi là sao là cái đất nước của mình thoát khỏi trong sự chiến tranh nghèo nàn lại lạc hậu. Và chúng ta mới có 25 năm mà chúng ta đã phát triển được rồi, thì chúng ta đã nhìn được đó là cái thành quả, tuy rằng nó không đạt được sự mong muốn, đó là có những sự yếu tố, có thể là đó là những cái sự yếu tố thì chúng ta đảng và nhà nước chúng ta cũng lắng nghe, đó là cái sự tiến bộ. Anh thấy không? Cái điều đó tại sao chúng ta không chấp nhận được. Còn cái đám bây giờ tôi nói cho anh chị em nghe là bây giờ so sánh này, bây giờ mấy anh nghĩ là những cái bọn mà thành phần ở hải ngoại đó, vậy thì 45 năm họ ở hải ngoại họ làm được gì chưa, họ đã làm gì được chưa, đúng không? Chỉ có một vài người thế là nằm ở trong cái quân đội rồi, hay là một là thật sự ra mà nói là đó là tôi đánh giá nhất là những cái người chăm chỉ lao động, đó là những cái ngành neo hay là ngành hàng tôi luôn lúc nào tôi cũng tập, là vì người ta bỏ công sức ra, tại vì ta ý thức được cho nên người ta tự vươn lên và tự phấn đấu để làm giàu. Từ đó trong mắt của người bản xứ họ không đánh giá cái dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó là tôi luôn ca ngợi những người đó. Chẳng hạn như tôi, có nhiều anh chị em bảo rằng tại sao ông 46 mấy tuổi ông về hưu, tại sao ông hưởng số tuổi già. Cái đó là những cái tư tưởng, những tư tưởng nghèo nàn và những cái tư tưởng lười biếng của những con người đó. Nhiều khi đó, cái lao động em nói anh, cái lao động không nó là cái niềm vui anh ạ. Niềm vui của một con người chứ không phải bây giờ ví dụ như là ở cái tuổi em ví dụ gần 60 em thích nghỉ, đó là cái niềm vui em thích nghỉ như đó. Nhưng mà anh nhiều khi là anh lao động anh kiếm tiền là cái niềm vui. Ví dụ như ông Phạm Nhật Vượng, em xin lỗi anh nhé, ví dụ ông Phạm Nhật Vượng dạ, bây giờ ông ấy rất là giàu có rồi, ông tiền bạc ông hàng đống, bây giờ ông sống cả đời con với bao nhiêu đời thì là vẫn đấy, nhưng tại sao ông vẫn cứ lao động mệt mỏi? Vì ông ấy lao động vì đất nước, vì quê hương và vì cái công ăn việc làm, vì sự phát triển của đất nước, anh hiểu không? Thì đó là cái niềm vui, niềm hạnh phúc của người ta. Đấy. Tôi nói anh bằng là các anh chị em trong nước này, ở đây là có những ông bác sĩ người Đức nha, hay là có những cái người mà gọi là họ đã về hưu lớn tuổi rồi, họ cũng phải làm việc, tại vì họ có một sự doanh thu thêm. Ví dụ bây giờ đồng lương của họ là khi mà họ lãnh tiền hưu là tùy theo cái lúc mà họ đang làm họ đóng bao nhiêu, họ vẫn làm thêm. Là như vậy đi, nó rất ư là mang lại cái sức khỏe cho mình. Nếu mà anh ở không, con người anh không vận động, cái sức khỏe anh nó yếu liền.
Tôi đừng nói về đóng cửa vì Covid đây, trong những cái tháng qua là tôi đã thấy rằng là tôi cũng lười biếng rồi, cho nên tôi phải làm. Cho đó cái con người nào mà bảo rằng A, B, C đó là những con người lười biếng, những con người lười biếng thôi. Chứ mà hỡi con người như vậy thì cái xã hội nó chi, nó nghèo. Mà khi nó nghèo rồi thì đổ thừa tại đảng và nhà nước, đúng không? Bây giờ tôi hỏi ví dụ như mấy cái bác đu càng, mấy cái bác mà gọi là sống ở tại hải ngoại, cái bác cứ bảo rằng là Việt Nam tại cộng sản, dân mới bỏ nước đi. Tôi xin thưa nè, bây giờ tôi không nói, bây giờ cho các bác nói là theo cái quyền của bác thôi. Vậy giờ tôi hỏi những cái nước không có chế độ cộng sản như tôi nói bên châu Âu, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, vậy họ có phải là nước cộng sản hay không? Mà tại sao dân họ phải bỏ đi, kể cả những cái dân tộc gọi là Tây Ban Nha, Mexico, kể cả Mexico là nó nằm về phía bắc Mỹ đi, mình không nói đi nữa. Thì đó thì tôi nói Mexico nè, tại sao họ sát bên nước Mỹ đó? Họ cũng có một cái nước dân chủ, họ cũng có tam quyền phân lập, mà tại sao dân họ mới đi? Tại vì sao? Nước Ý cũng vậy, tại vì sao? Tại một cái dân tộc nào, một đất nước nào nó đi theo một cái địa hình lịch sử, có vùng này nó phát triển và có những vùng không phát triển, thì những cái nơi đó là những người họ không có cái nhu cầu để mà, thì họ phải đi nước khác họ mưu sinh. Cái chuyện cái dân tộc Việt Nam thắng bình thường, người Việt Nam thắng bình thường thôi, đúng không? Cái người Việt Nam thắng bình thường thôi. Đó, cho nên vì cái chỗ đó. Em xin lỗi anh Vũ này, em nói anh như thế này. Thực tế là đất nước Việt Nam mình mới phát triển được cỡ khoảng 20 năm năm nay. Nhưng mình mà đem mà mình so sánh với Mỹ thì thời đó là của một cái sự gì rất khập khiễng. Đất nước Mỹ phát triển 220 năm nay rồi, đúng không? Nhưng mình chỉ có ví dụ mình chỉ nói như này, cái nước Mỹ phát triển 250 năm 220 năm nay rồi. Nhưng người ta cũng có nhiều những cái bất cập, không phải là hoàn chỉnh. Ví dụ như vừa rồi các bạn thấy không? Rất nhiều những bất cập, cho nên những bất cập ở Việt Nam, mà Việt Nam là đất nước mới phát triển và đang trên đà phát triển, thì những bất cập đó rất là nhiều. Nhưng cái vấn đề là mọi người, anh và mọi người phải nhìn thấy cái sự tiến bộ của đất nước. Đảng lãnh đạo thì hiện nay đã nhìn ra những cái bất cập đó chưa? Thì tất cả các bạn đều biết đã nhìn ra cái bất cập đó rồi và hiện nay đang làm rất quyết liệt. Các bạn phải nhìn thấy cái sự tiến bộ chứ, đúng không? Tiến bộ chứ. Chứ các bạn bây giờ các bạn so sánh một đất nước vừa trải qua chiến tranh với một cái đất nước coi như là phát triển 220 năm thì làm sao các bạn so sánh được, đúng không? Đó. Tôi nói với anh, xin phép anh Bằng là các anh chị em, tôi nói bây giờ cái đất nước Mỹ đó, đó là một đất nước hùng mạnh. Tại sao hùng mạnh? Tại vì nó đóng thứ hai, nó thứ 52 tiểu bang, mà một tiểu bang đó, tôi nói nha, một tiểu bang nó so sánh là bằng một cái đất nước gọi là nước Đức này rồi, một tiểu bang đó thôi thì nó phát triển là mạnh là đúng thôi. Nhưng mà nó đã thành lập lọt quốc của nước nước đó bao trăm năm nay rồi các bạn, không có sự chiến tranh. Mà nước Mỹ là gì? Nước Mỹ là đi thôn tính đất nước khác để làm giàu cho nước mình, dùng cái vũ lực, dùng cái thế mạnh của mình để mà đi chèn ép những cái nước thuộc địa đó, những coi như là nước Anh hay là những nước Pháp mà chưa. Tại vì sao? Họ là người thực dân đi xâm chiếm người ta, đi xâm chiếm đất nước người ta, họ mới làm giàu. Anh nói tại sao ngày hôm nay bên Mỹ mà họ đặt tượng? Đó là những người đó đã trước đây họ đã đi xâm lược đất nước người ta để mà họ cướp tài nguyên, mà bắt người ta đi làm nô lệ để làm giàu cho họ. Còn đất nước Việt Nam chúng ta là sao? Đất nước chúng ta là những người đánh đuổi thực dân, đòi cái quyền lợi lại cho dân tộc. Hai cái nó khác nhau. Còn cái bọn mà chống cộng cực đoan thì nó lấy cái đó ra để nó so sánh là gọi là đặt tượng ngày hôm nay ở bên Mỹ rồi đến đây Việt Nam. Cái sự họ ngu, không phải là họ ngu mà họ cố tình để xuyên tạc những cái lý lẽ của họ. Một cái là đòi dân tộc thống nhất độc lập cho dân tộc Việt Nam, một cái thằng mà gọi là đi xâm lược người ta, hai bên nó khác nhau, hai cái nó khác nhau, cái bản chất của nó khác nhau hết các bạn, đúng không các anh chị em?